Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho mẹ con là Nguyễn Thị An, pháp danh Diệu Yên, 90 tuổi. Mẹ con đã ăn chay được gần một năm. Cụ hàng ngày cũng có niệm Phật nhưng rất giải đãi, niềm tin thì chưa sâu. Niệm Phật hôn trầm xen lẫn chứng lẫn của tuổi già, lúc tỉnh đôi khi ghê gớm, giọng nói kẻ cả và đôi lúc giận hờn con cái, người thân. Cụ không sợ bệnh, đã buông bỏ tiền bạc, nhà cửa, con cái, nhưng vẫn sợ chết. Lúc ngủ, cụ hay nói mê sảng. Cách đây mấy tháng, khi cụ tỉnh dậy, chắp tay luôn miệng, nói xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ Nguyễn Thị An, vì con đã làm khổ mẹ, và đồng thời cũng chắp tay, quay sang con nói, em xin lỗi chị. Con cũng hơi thấy bất ngờ, nhưng cũng vẫn nói, nếu em đúng là con của mẹ, là em của chị thì nên tha lỗi cho mẹ. Em hãy nhiếp tâm lại niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cùng mẹ và gia đình nhé. Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới đủ năng lực để cứu thoát em về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn em vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc trước, xin em hãy quay về giúp mẹ cũng được vãng sinh. Còn nếu mẹ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc trước thì sẽ quay lại sớm đón em vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Sáng sớm con có hỏi cụ ông thì có nói rằng có một đứa con dưới các con, cụ đã bỏ đi ngày trước. Cụ có 5 người con, 3 trai, 2 trai và 3 gái, 2 người con gái, và cụ ông thì vô cùng tin tưởng pháp hộ niệm, đã ăn chay trường, loại bỏ ngũ tân, phát tâm làm thiện, tùy hỷ công đức, phóng sanh cứu vật, hàng ngày đều niệm Phật phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, luôn sát cánh cùng bên cụ bà. 3 người con còn lại tuy chưa tin sâu nhưng cũng tạo điều kiện ủng hộ cho hộ niệm cho cụ. Gia đình con cũng đã mời ban hộ niệm của cư sĩ Minh Thành và đã được cư sĩ Minh Thành khuyến tấn cho các cụ được một số buổi. Con kính xin thầy khai thị và điều giải các chư vị oan gia trái chủ để mẹ con trở nên tỉnh táo, tăng thêm niềm tin vững vàng niệm Phật, có cơ hội vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Thay mặt gia đình, con xin cảm niệm và tri ân công đức của thầy Diệu Âm cùng ban tổ chức đường Zoom. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không biết là cụ Diệu An hiện đang tỉnh táo không vậy ha? Diệu Yên hả? Không tỉnh táo. Và do ông theo dõi nãy giờ thấy hình như là cụ cũng đang khó khăn. Chư vị ơi, tu hành muốn giải thoát, nếu gặp được cơ hội mà chúng ta trì câu A Di Đà Phật nên trì giữ sớm nha chư vị, đừng chần chờ quá thời gian, lỡ đến lúc mà quá nặng rồi thực sự cũng khó giải quyết. Cô Diệu Yên ơi, không biết là âm nói tới chỗ này cô đã tính chưa vậy, hay là vẫn còn ở trong cảnh mơ mơ màng màng nào đó? Xin hỏi những người xung quanh là cô đã tính chưa hay là chưa tính? Nếu chưa tính, chư vị ơi thấy không, hộ niệm là một pháp tu. Các ba, các má ơi, tu phải tu sớm. Như ở đây, giờ ông có nghe tin là cụ ông đã niệm Phật và tinh tấn cầu Phật, tiếp độ vãng sanh, muốn vãng sanh. Cụ, ông ơi, mau mau tiếp tục tinh tấn và trí thành niệm Phật, đừng bao giờ chờ đợi. Các ba, các má trên đường Zoom ơi, đừng bao giờ chờ đợi, đừng bao giờ nghĩ mình là đủ, đừng nghĩ mình có phước báu mà lơ là việc tu tập. Mong cho chư vị thấy những cái đường này mà tự răn nhắc lấy mình. Niệm Phật trước một ngày, cụ ông ơi, có giá trị vô cùng tuyệt vời. Cho nên khi nghe của ông thành tâm niệm Phật, giờ mừng vô cùng. Đề nghị với cụ ông quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu đúng rồi, cụ ông ơi, xin chư vị cho tràng vỗ tay. Tất cả mọi người đều phải tự mình tìm con đường thoát nạn,
không có một người nào có thể cứu được một người nào. Trong Phật giáo chúng ta chư tăng đều luôn luôn nói câu này: vợ tu thì vợ đắc, chồng tu chồng đắc, vợ không tu thì vợ chịu nạn. Không có một người nào cứu mình. Chính vì thế mà nếu cụ ông quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chính cụ ông là cái nguồn cứu độ cho toàn pháp giới liên quan đến bà con thân thuộc vợ chồng của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đó cụ ông ơi. Nhìn thấy những hình ảnh mà cụ bà đang mệt mỏi, đang hình như không còn tỉnh táo, thì chính mình phải hiểu rằng nhất định chí thành niệm A-di-đà Phật thì cụ sẽ được Phật lực gia trì, cụ sẽ tỉnh táo, cụ sẽ ra đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đem lại nguồn an ủi vô tận cho vợ, cho con, cho gia đình, mà còn đem lại cái hạnh phúc vô biên cho nhiều đời nhiều kiếp con cái nữa. Chứ vậy phải nhớ, tu là phải tu sớm, đừng bao giờ chờ. Bây giờ cái hiện tượng của cụ bà này đề nghị với gia đình bà của ông đem tất cả công đức tu hành của mình hồi hướng cho cụ bà đi, hồi hướng cho oán thân trái chủ của cụ bà đi, và ngày ngày đều khuyên tất cả chúng sanh hãy phát tâm niệm Phật buông xả oán thù để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ mạnh dạn làm như vậy. Đề nghị với chư vị, ở trong nhà đừng nên chất chứa các thứ ngũ tâm, tối hành hệ nén kiệu đồ gì đó đừng nên dùng tới. Nếu chư vị còn phát tâm ăn chay làm lành, còn phóng sanh đem công đức hồi hướng cho cụ bà, cầu mong cho cụ bà sớm gỡ được ách nặng, và thành tâm hồi hướng cho chư vị trong pháp giới có duyên chẳng lành với cụ bà, khuyên họ phát tâm niệm Phật để trở về Tây Phương. Nhất là con cái hãy thay cho mẹ mình mà phát tâm sám hối cho mẹ mình nhiều đi chư vị. Chư vị làm càng nhiều càng tốt. Cái tinh thần của chư vị, cái thành tâm của chư vị có thể cảm ứng và cứu mẹ là như vậy đấy, chứ không biết cách nào khác hơn. Theo như dự âm thấy rõ ràng là cụ đang ở trong tình trạng bị lú lẫn. Đây là tình trạng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bây giờ bắt cụ sám hối thì cụ không biết cách nào sám hối. Nhưng mà người con có thể sám hối được, cụ ông có thể sám hối được. Không biết là trong gia đình cụ ông có đồng ý với đề nghị của gì không? Đồng ý. Cụ ông thay cho cụ bà sám hối, các con thay cho mẹ mình sám hối, đem công đức hồi hướng cho mẹ mình. Đừng lo đừng ngại, cứ một lòng một dạ. Giả sử như mẹ mình mà không được vãng sanh thì cụ ông vãng sanh cũng có thể, đời sau kiếp sau có thể tìm cách cứu cụ bà. Người mẹ mình không được vãng sanh thì chính người con mình vãng sanh, thì mẹ đó là mẹ có một vị Bồ Tát, nhất định chư vị trong pháp giới cũng phải nương tình, nhất định chư vị ở dưới địa ngục cũng phải thương tình mà để cho mẹ mình thoát ly ra. Chư vị nhớ, cho nên một người vãng sanh là cử quyền thập tổ đều thắng là như vậy. Mong cho chư vị hiểu được như vậy. Mà tự nhiên mình có con đường hành đạo, phải không cụ ông? Phải không cụ bà? Nhớ cho kỹ, tất cả mọi người mà cụ bà thấy đó chưa chắc gì là mẹ, là cha, là qua thân bằng quyến thuộc của cụ bà đâu. Mà đó thường thường là những hiện tượng ảo huyễn do nghiệp chướng sinh ra. Chúng ta cứ thành tâm nguyện: chư vị ơi, tôi thay mặt cho mẹ tôi thay mặt cho cụ Nguyễn Thị An Pháp Danh Diệu Yên, thành tâm xin sám hối với chư vị, khuyên chư vị trong đời này chúng ta đều là những người trong vòng đọa lạc khổ đau. Mẹ tôi khổ đau, chư vị cũng khổ đau, tất cả đều ở trong cánh khổ. Chỉ có một con đường là mạnh dạn buông ra, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Phật dạy bất cứ chúng sanh nào niệm Phật trở về Tây Phương thì ngay lập tức Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương phóng quang gia hộ cho chư vị và cứu độ chư vị thoát vòng khổ nạn này, trở về Tây Phương thành đạo. Chư vị cứ thành tâm chắc chắp tay khấn nguyện như vậy đi, đem công đức hồi hướng cho họ. Nhiều khi
với lòng thành của chư vị có thể cảm ứng đạo giáo, cần thiết giúp cho chư vị trong pháp giới thương tình buông mẹ mình ra và giúp cho mẹ mình tự nhiên tỉnh ngộ lại. Khi mẹ tỉnh ngộ hay niệm Phật, niệm Phật và ngày nào cũng niệm Phật cầu Phật gia trì, cứ một lòng thành như vậy, chư vị có thể cứu mẹ mình bằng con đường này, chứ không biết cách nào khác hơn. Mong cho mẹ Nguyễn Thị An pháp danh Diệu Yêu sớm được tỉnh táo, sớm ngộ ra con đường giải thoát. Cầu nguyện cho chư vị trong pháp giới cùng buông xả oán thù ra, cùng quyết lòng niệm Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc. Nhất là những buổi minh thành hộ niệm, xin cụ ông cũng như những người con trong gia đình hãy nghe theo lời minh thành nhắc nhở, cứ làm theo lời ban hộ niệm đi. Nhất là cụ ông đang quyết tâm niệm Phật, xin cụ ông cứ mạnh dạn tiếp tục vững vàng niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Chính cụ ông là nguồn cứu độ cho đại gia đình đó. Mong cho cụ ông sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để cứu độ một đại gia đình và còn cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh nữa. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.